Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với bản tin Toàn cảnh thế giới được cập nhật hàng ngày trên kênh The Second Post. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung nổi bật ngay sau đây. Thảo viên xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là một chiến công đẹp mắt của lực lượng phòng vệ. Theo đó, trên hướng Kharkovka, hai sở chỉ huy của quân đội Nga đã bị phá hủy bởi các cuộc tấn công có độ chính xác cao. Theo đó, vào ngày 5 và 6 tháng 4, các sở chỉ huy của Tập đoàn Quân 49 của lực lượng vũ trang Nga từ Staropol đã bị phá hủy ở phía nam Ukraine. Những cú đánh rất chính xác và rất mạnh mẽ. Kênh Telegram có ảnh hưởng của Nga Spydrozer đã lên tiếng về vụ việc. Vào thứ Sáu ngày 5 tháng 4, sở chỉ huy của Lữ đoàn Súng trường Cơ giới số 205 của lực lượng vũ trang Nga đóng tại Kharkovka bị chiếm đóng đã bị tấn công. Nguồn tin cho biết, cú đánh mạnh đến mức phá hủy hoàn toàn sở chỉ huy là một tòa nhà ba tầng. Theo nguồn tin, cuộc tấn công được thực hiện bằng bom trên không Jdam do máy bay chiến đấu MiG-29 của Ukraine phóng đi. Số lượng người chiếm đóng thiệt mạng trong vụ tấn công không được báo cáo. Tuy nhiên, theo nguồn tin, 6 quân nhân Nga được liệt kê là mất tích và không thể tìm thấy hài cốt của họ dưới đống đổ nát. Một ngày sau, ngày 6 tháng 4, một đoàn khác đã dán vào Olgino đang bị chiếm đóng ở vùng Kherson mục tiêu lại là sở chỉ huy của một đơn vị không xác định của lực lượng vũ trang Nga. Có lẽ đây là một nhóm mới được thành lập như một phần của quân đoàn 49 ở Vodondes. Đối tượng nằm cách nơi đến Kharkovka trước đó 35 km. Lần này, sơ bộ lực lượng vũ trang Ukraine đã sử dụng hệ thống hỏa tiễn phóng loạt HIMARS MLRS. Ba quân nhân của đơn vị đã thiệt mạng, một người khác bị thương. Ngoài ra, thiết bị của phương tiện nằm gần trạm kiểm soát, hai chiếc HIMARS cũng bị hư hỏng, nguồn tin cho biết. Những người chiếm đóng nghi ngờ rằng người dân địa phương đã rò rỉ thông tin về các sở chỉ huy cho lực lượng vũ trang Ukraine. Họ bắt đầu khủng bố dân chúng và tiến hành tri lùng chuột chuỗi. Thưa quý vị, máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV đang trở thành vũ khí quan trọng được lực lượng Ukraine sử dụng trong cuộc chiến với Nga. Theo Foreign Policy, trong bối cảnh viện trợ quân sự bị đình trệ ở Quốc hội Mỹ, quân đội Ukraine phần lớn đã chuyển sang sử dụng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV để thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào xe tăng Nga. Quân đội Ukraine vận hành máy bay không người lái thông qua bộ điều khiển và có thể theo dõi các cuộc tấn công tự sát nhằm vào xe tăng Nga thông qua nguồn cung cấp dữ liệu video. Vào năm thứ ba của cuộc chiến, máy bay không người lái FPV gần như trở nên phổ biến trên chiến trường Ukraine các binh sĩ vận hành máy bay không người lái cũng được luyện tập nhiều qua các cuộc giao tranh. Trước chiến tranh, tôi đã từng quay những video điện ảnh với sự hỗ trợ của máy bay không người lái FPV. Bây giờ, chúng tôi sử dụng FPV để bảo vệ lãnh thổ của mình. Nhà làm phim tài liệu người Ukraine Anton Tabuskin đăng trên X trước đây là Twitter vào tháng 11 năm ngoái. Các chuyên gia nhận định, máy bay không người lái giá rẻ đang cách mạng hóa chiến trường hiện tại. Bất kỳ phương tiện, hệ thống vũ khí, binh sĩ nào di chuyển trên chiến trường Ukraine lúc này đều có thể bị phát hiện, quan sát và cuối cùng bị máy bay không người lái tấn công. Không còn chuyện di chuyển mà không bị phát hiện nữa, Samuel Bandet, cố vấn của Trung tâm Phân tích Hải quân CNA, kiêm chuyên gia về quân sự và công nghệ máy bay không người lái Nga, cho biết. Máy bay không người lái FPV có tầm hoạt động ngắn, vì vậy ngay cả khi Ukraine thiếu đạn pháo tầm xa, họ cũng chỉ có thể sử dụng một số máy bay không người lái có phạm vi hoạt động 10 km, Chuyên gia Bendet nói thêm. Rob Lee, chuyên gia cấp cao của chương trình Á-Âu thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại từng tới Ukraine vào tháng 11 năm ngoái, cho biết tỷ lệ tấn công chính xác của máy bay không người lái FPV là dưới 50%. Ngay cả những máy bay không người lái vượt qua các biện pháp đối phó ngày càng tinh vi của Nga, bao gồm những hộp thiết bị tín hiệu gắn trên xe tăng, cũng khó có thể gây ra một đòn chí mạng. Các máy bay không người lái thường không phá hủy xe tăng trong vài lần đầu tiên có thể phải cần tới 10 máy bay không người lái FPV trở lên mới hạ gục được một xe tăng, chuyên gia Lee cho biết. Mặc dù vậy, theo chuyên gia, Nga vẫn phải tìm cách bảo vệ xe tăng bằng các ngụy trang và trang bị thiết bị gây nhiễu để đề phòng máy bay không người lái của Ukraine. Nga đang cạn kiệt xe bọc thép và xe tăng, nếu Ukraine tiếp tục tấn công với tốc độ hiện tại và Nga tiếp tục gửi thêm xe tăng để thay thế những chiếc bị phá hủy, Moscow có thể mất lợi thế về số lượng xe tăng. Điều này có thể khiến Nga gặp khó khăn hơn khi thực hiện các hoạt động tấn công trong tương lai. Thưa quý vị, không hổ danh là quân lực hạng hai thế giới. Một phát hiện thú vị khi mà mới đây, một video cho thấy quân nhân Nga lắp giáp máy giống mai rùa, phủ kính xe tăng nhằm bảo vệ phương tiện trước đoàn tập kích của drone Ukraine. Video được công bố ngày 9 tháng 4 cho thấy một xe tăng chủ lực Nga lắp giáp phủ kín toàn bộ phương tiện chỉ để chừa phần mặt trước. Chiếc xe tăng này dẫn đầu mũi xung kích với ba phương tiện chiến đấu lắp giáp lồng trên nóc để chống máy bay không người lái của Ukraine. Một video khác quay cận cảnh chiếc xe tăng được lắp giáp mai rùa trong gara cùng với bộ cày mìn phía trước cho thấy phương tiện này nhiều khả năng được sử dụng để rà phá bom mìn. Hoạt động ra phá bom mìn buộc xe tăng phải dẫn đầu đoàn xe với tốc độ chậm, khiến nó trở thành mục tiêu hàng đầu của drone của đối phương và dường như là lý do lính Nga lắp giáp mai rùa cho xe. Chưa có nhiều thông tin về loại giáp này cũng như mẫu xe tăng được lắp. Tuy nhiên, giáp mai rùa bao phủ gần như toàn bộ xe tăng và hạn chế đáng kể năng lực nhận thức tình huống, phạm vi bắn và khả năng cơ động của phương tiện. Biên tập viên Tyler Rogoway của TWZ nhận định, giáp mai rùa được ví như bản nâng cấp cao nhất của giáp lồng, vốn được quân đội nhiều nước sử dụng để đối phó rôn thả đạn hoặc hỏa tiễn chống tăng có khả năng đột nóc, nhắm vào phần được bảo vệ kém nhất trên phương tiện. Rôn góc nhìn thứ nhất, với khả năng cơ động cao hơn trở nên phổ biến trong chiến sự Nga-Ukraine. Chúng có thể tấn công qua kẻ hở của giáp lồng truyền thống, khiến các bên tham chiến phải chế ra những loại giáp lớn và phức tạp hơn như giáp mai rùa mà quân nhân Nga sử dụng. Đổi mới diễn ra với tốc độ chóng mặt trong chiến sự, tình hình xung đột càng tuyệt vọng, thử nghiệm càng được đẩy nhanh. Một số có thể mang tính cách mạng, một số khác có thể dần dần thành công, song phần lớn là thất bại. Rogoway cho biết, một số có thể khá kỳ lạ như giáp may rùa trên xe tăng Nga. Tình hình chiến sự chuyển sang hướng bất lợi cho Ukraine trong nhiều tháng qua giữa lúc viện trợ từ phương Tây sụp giảm. Trong khi đó, lực lượng Nga đạt nhiều bước tiến trên chiến trường và kiểm soát thêm loạt khu dân cư. Quan chức tỉnh Donetsk do Nga bổ nhiệm ngày 5 tháng 4 cho biết, các đơn vị nước này đã tới ngoại ô Chashevsia, trung tâm hậu cần và thành trì quan trọng do Ukraine kiểm soát ở phía tây Bakhmut. Thưa quý vị, theo một cuộc điện thoại bị cơ quan tình báo quân đội Ukraine SBU chặn được, Moscow được cho là đã phớt lờ việc cảnh báo cho các thành viên gia đình sau khi một người lính chết trong cuộc chiến với Ukraine để tránh bồi thường cho người thân của quân nhân. Theo đó, trong cuộc trò chuyện qua điện thoại được SUA đăng trên Telegram hôm thứ Sáu, có thể nghe thấy một người lính Nga nói rằng Điện Kremlin đã liệt kê các chiến sĩ đã chết là mất tích, chứ không phải chết để tránh phải trả tiền bồi thường. Các báo cáo trước đây cho thấy, Nga đang tìm mọi cách để tránh thực hiện lời hứa bồi thường cho gia đình của các binh sĩ thiện mạng trong chiến tranh. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh vào tháng 1 năm 2023 hứa sẽ trả cho những người thụ hưởng của các quân nhân đã chết 5 triệu rúp, tương đương 53.800 đô la. Những binh sĩ bị thương trên chiến trường sẽ được nhận khoản tiền 3 triệu rúp, 32.280 đô la. Vào tháng 6 năm 2023, mẹ của người lính Nga Mikhail Cherkasov nói với Radio Free Europe Radio Liberty rằng bà đã được các đồng đội của Cherkasov cho biết rằng con trai bà đã thiệt mạng trong chiến tranh hồi đầu tháng đó. Tuy nhiên, quân đội Nga được cho là đã ra lệnh để thi thể của Chukasov trên chiến trường vì việc đưa ông về nhà sẽ không có lãi. Cơ quan điều tra độc lập của Nga Mozem Oyasnit cho biết trong một báo cáo công bố vào tháng 12 rằng một người lính Nga khác bị thương nặng dọc chiến tuyến chỉ nhận được hai xô cà rốt và một túi hành từ chính phủ thay vì tiền như đã hứa. Vợ của người lính Irina Ripkina nói với tờ báo rằng chồng cô rất đau đớn và cần phải phẫu thuật đầu gối, nhưng đã được đưa trở lại chiến trường mà không phẫu thuật. Quan chức Ukraine nói nước này đang phát triển drone tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo để tự động lao vào mục tiêu dựa trên công nghệ khớp ảnh. Trong cuộc phỏng vấn đăng ngày 8 tháng 4, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Katerina Chernohorenko cho biết mẫu thiết bị bay không người lái mới của nước này sử dụng hệ thống dẫn đường thông qua nhận diện hình ảnh, cho phép nó có thể tự động săn tìm và tập kết mục tiêu. Nó dựa trên công nghệ điều hướng khớp ảnh, chúng tôi cũng gọi nó là công nghệ nhắm mục tiêu ở km cuối. Trong đó, Ron tự lao vào mục tiêu dựa trên hình ảnh được nạp sẵn, bà cho hay. Theo quan chức Ukraine, tổ lái sẽ phóng và điều khiển chiếc drone một cách bình thường cho đến khi nó gần mục tiêu trong phạm vi bán kính hơn 1 km. Khi đó, công nghệ trí tuệ nhân tạo AI trên hệ thống dẫn đường sẽ chiếm quyền vận hành và tự động lái chiếc drone lao vào mục tiêu. Nhờ công nghệ này, drone cảm tử của Ukraine sẽ khó bị tác diễn điện tử của Nga đánh chặn hơn, cũng như có thể được triển khai từ xa tiền tuyến hơn. Thách thức lớn nhất đối với drone Ukraine là hơn 1 km cuối, khu vực thường có nhiều hệ thống gây nhiễu được triển khai, bà nói. Drone của chúng tôi giờ sẽ hoạt động hiệu quả hơn khi có thể tự động lao vào mục tiêu mà không cần người điều khiển. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết dự án phát triển mẫu drone này đang được Ukraine tiến hành dưới hình thức liên doanh với các thành viên trong liên minh drone do Anh Latvia dẫn đầu và đã nhận được hơn 250 triệu đô la hỗ trợ tài chính từ nhóm. Khoảng một nửa số tiền liên minh huy động đang được sử dụng để mua drone có sẵn cho Ukraine nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết trong việc bù đắp thiếu hụt đạn dược trên chiến trường. Ukraine gần đây đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực drone và đã đạt được nhiều tiến bộ về công nghệ. Kyiv ngày 2 tháng 4 triển khai UAV tập kích các nhà máy ở Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga, khu vực nằm cách biên giới với Ukraine hơn 1.100 km. Đây là đoàn tập kích bằng UAV xa nhất từ trước tới nay của Ukraine, cho thấy Kyiv đã phát triển hoặc được chuyển giao mẫu UAV có tầm hoạt động xa hơn trước, có thể nhắm vào các mục tiêu sâu hơn trong lãnh thổ Nga một nguồn tin có liên hệ với chương trình drone của Ukraine cho biết, trong các cuộc tấn công gần đây vào hạ tầng của đối phương, nước này đã sử dụng các mẫu drone có tầm bay xa và trang bị tính năng hiện đại hơn. Một số thậm chí bắt đầu được tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo dạng cơ bản để hỗ trợ quá trình điều hướng và giảm nguy cơ bị tác diễn điện tử gây nhiễu. Thưa quý vị, có thể nói rằng trong hai tháng trở lại đây, phát ngôn được thảo luận và gây tranh cãi nhất chắc chắn thuộc về Tổng thống Pháp Macron với đề xuất triển khai quân đội NATO ở Ukraine của ông. Về vấn đề này, ấn bản NGG của Thụy Điển đã nêu bốn kịch bản rất có thể xảy ra nếu Pháp sử dụng quân đội trong cuộc chiến xâm lược của Nga ở Ukraine. Trong trường hợp đầu tiên, việc khai triển quân đội về phía Bắc Kyiv được coi là nhằm ngăn chặn cái gọi là một cuộc xâm lược từ Belarus các tác giả của bài báo làm rõ rằng, trong kịch bản này, các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine AFU sẽ có thể chuyển quân dự bị sang mặt trận phía đông và phía nam. Lựa chọn thứ hai, một khu tập trung đặc biệt ở khúc quanh sông Dnieper sẽ có ý nghĩa quân sự chủ yếu nếu quân đội Nga tiến hành một cuộc tấn công ở phía đông nam, khu vực phía bắc Zaporizhia sẽ trở thành gót chân Asin của tuyến phòng thủ Ukraine. Thành phố Dnipro là một trung tâm giao thông thực sự trên mọi hướng của đất nước, ấn phẩm trên cho biết. Phương án thứ ba là khai triển quân đội ở phía bắc Odessa để bảo đảm an ninh cho một cảng biển quan trọng. Phương án thứ tư là khai triển quân đội ở Manova. Ngày 26 tháng 2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết các nhà lãnh đạo phương Tây đã thảo luận về khả năng đưa quân tới Ukraine và không loại trừ khả năng này. Vào thời điểm đó, lời nói của ông không nhận được sự ủng hộ ở một số quốc gia, gồm Vương quốc Anh, Mỹ và Đức. Ngoài ra, người đứng đầu NATO Jens Stoltenberg cũng lên tiếng phản đối. Ngày 14 tháng 3, nhà lãnh đạo Pháp cho biết ông vẫn cam kết với quan điểm không có ranh giới đỏ trong việc hỗ trợ Kiev và khả năng gửi quân đội. Ngày 6 tháng 4, trong cuộc phỏng vấn được phát sóng trên đài truyền hình tin tức Ukraine, Tổng thống Ukraine Zelensky đã ủng hộ ý tưởng của người đồng cấp Pháp về khả năng gửi quân đến Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng một cuộc đụng độ trực tiếp giữa các nước trong Liên minh NATO và Nga không có lợi cho họ, nên họ nhận thức được điều này. Đánh giá nguy cơ leo thang trong trường hợp đưa quân tới Ukraine, ông Peskov lưu ý trong kịch bản như vậy, xung đột giữa Nga và NATO là khó tránh khỏi. Thưa quý vị, trong cuộc chiến xâm lược Ukraine có thể nói Nga đã phần nào thể hiện được sự ưu việt bất đắc dĩ của thể chế độc tài khi nhanh chóng thiết lập được việc đặt toàn bộ nền kinh tế và quốc phòng vào trạng thái thời chiến. Điều này giúp quốc gia xâm lược nhanh chóng bù đắp tổn thất trang thiết bị và đạn dược, nhưng về chất lượng thì hoàn toàn không được bảo đảm. Theo một đánh giá mới, hỏa tiễn KS-101 được cho là có uy tín của Nga đã gợi ý một số vấn đề trong dây chuyền sản xuất hỏa tiễn tầm xa dùng để bắn phá cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Ngày 31 tháng 3, truyền thông Ukraine đưa tin một hỏa tiễn KH-101 của Nga đã rơi xuống khu vực Sadatov phía tây nam nước này sau một loạt hỏa tiễn nhằm vào Ukraine. Một số báo cáo cho rằng các mảnh vỡ rơi xuống cánh đồng ở vùng Sadatov thuộc về máy bay không người lái của Ukraine. Các nguồn tin khác, bao gồm cả hãng tin độc lập Astra của Nga, đã chia sẻ những hình ảnh cho thấy mảnh vỡ thuộc về một hỏa tiễn KH-101 phóng từ trên không. Không quân Kiev ngày 31 tháng 1 cho biết, Nga đã phóng 14 hỏa tiễn KH-101 và KH-555 từ máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS từ vùng Saratov. Vùng Saratov là nơi tập trung lực lượng hàng không tầm xa của Nga. Một số máy bay ném bom chiến lược được đặt tại cơ sở Angles 2 gần thành phố Saratov, nơi quân đội Nga thực hiện các cuộc tấn công Ukraine. Trong một bản cập nhật tình báo đăng trên mạng xã hội hôm thứ Ba, Bộ Quốc phòng Anh cho biết các mảnh vỡ được tìm thấy ở khu vực Saratov vào cuối tháng trước có khả năng là do trục trặc của hỏa tiễn KH-101 bắn vào Ukraine trước đó cùng ngày. Bộ này mô tả hỏa tiễn KH-101 là vũ khí dẫn đường chính xác hàng đầu của Nga. Chúng có tầm bắn khoảng 4.000 km hoặc gần 2.500 dặm và còn được gọi là hỏa tiễn AS-23A Kodiak. Sự cố rõ ràng của một hỏa tiễn uy tín như vậy cho thấy có vấn đề trong quá trình sản xuất hỏa tiễn, chuỗi cung ứng bị cản trở bởi các lệnh trừng phạt ở Moscow liên quan đến việc xâm lược Ukraine và sản phẩm được gấp rút đáp ứng nhu cầu của cuộc chiến, Bộ cho biết. Được biết, Nga đã đốt cháy kho dự trữ hỏa tiễn của mình trong hơn 25 tháng chiến tranh, nhưng đã đặt ngành công nghiệp của mình vào tình thế sẵn sàng chiến tranh để duy trì hoạt động sản xuất thiết bị quân sự. Các nước phương Tây đã áp đặt các lệnh trừng phạt lên Moscow nhằm hạn chế khả năng sản xuất hỏa tiện mới của Nga, điều mà Kiev và nhiều chuyên gia phương Tây cho là phần lớn không hiệu quả. Ukraine cho biết Nga đã tăng cường tấn công KH-101 vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong những tháng gần đây. Nhưng hiện tại, Moscow đã bổ sung lại kho dự trữ hỏa tiễn hành trình Caliber. Họ sẽ chọn tiếp tục tấn công Caliber vì số lượng KH-101 đã giảm đáng kể. Trung tướng Kyrylo Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine GIOA, cho biết vào cuối tháng 3. Thưa quý vị, quan chức EU bày tỏ lo ngại rằng chiếc ô an ninh của Mỹ có thể khó bảo vệ cho khu vực mọi lúc, đồng thời cảnh báo về kịch bản chiến tranh cường độ cao ở châu Âu. Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU, Josep Borrell cảnh báo kịch bản một cuộc xung đột quân sự toàn diện ở châu Âu có nhiều khả năng xảy ra do căng thẳng với Nga ông đồng thời cho rằng các quốc gia thành viên không chỉ nên dựa vào Mỹ để bảo vệ an ninh cho chính họ. Một số quan chức châu Âu khác đã cảnh báo về mối đe dọa quân sự ngày càng gia tăng trong những tháng gần đây. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Brent Sharp tuần trước nói rằng thế giới đang chuyển từ trạng thái hậu chiến sang tiền chiến. Trong khi đó, Thủ tướng Ba Lan Donald Trump hồi tháng 3 cảnh báo châu Âu đang trong thời kỳ trước cuộc chiến tranh. Phát biểu tại cuộc họp ở Bỉ ngày 9 tháng 4, ông Borrell nói rằng khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh thông thường cường độ cao ở châu Âu không còn là điều viễn vông và EU phải làm mọi cách để tránh kịch bản đó. Nhà ngoại giao hàng đầu của EU cáo buộc Nga đặt ra mối đe dọa ngày càng tăng đối với lục địa này, viện dẫn cuộc xung đột với Ukraine, đồng thời cáo buộc Moscow đang tìm cách gây bất ổn cho liên minh. Theo ông Borel, mặc dù xung đột quân sự ở châu Âu chưa thể xảy ra vào ngày mai, nhưng người dân ở lục địa này nên hiểu rằng chiếc ô an ninh của Mỹ từng bảo vệ chúng ta trong chiến tranh lạnh và sau đó giờ đây có thể không phải lúc nào cũng mở ra. Ông nói, nó có thể nhưng tùy thuộc vào người đứng đầu chính quyền Washington. Chúng ta không thể chỉ dựa vào sự hỗ trợ của người Mỹ và khả năng của Mỹ để bảo vệ cho chúng ta ông cho rằng eu đang bị bao quanh bởi một vòng lửa và sự bất ổn ông borrell kêu gọi các quốc gia thành viên tự chủ hơn về an ninh và tăng cường chi tiêu quốc phòng ông nói thêm rằng mặc dù nato là không thể thay thế nhưng châu âu nên bắt đầu xây dựng cục trụ của riêng mình trong liên minh do mỹ lãnh đạo trong thời gian qua giới chức nato nhiều lần cảnh báo về nguy cơ nga mở cuộc tấn công các thành viên trong khối nga nhiều lần bác bỏ điều này nhấn mạnh kịch bản moscow tấn công nato sẽ không mang lại bất cứ lợi ích gì trong khi đó, vào tháng trước, Đô đốc Rob Bauer, Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO, cho biết liên minh đã chuẩn bị cho kịch bản một cuộc đụng độ trực tiếp tiềm tàng với Nga. Đô đốc Bauer cho biết NATO đã ý thức được sự thay đổi trong tình hình an ninh năm 2014 sau khi Nga sắp nhập bán đảo Crimea. Năm 2019, NATO bắt đầu thay đổi chiến lược phòng thủ, kế hoạch tác chiến và lực lượng cần thiết để thực hiện tất cả các nhiệm vụ liên quan tới an ninh tập thể. Mặt khác, Moscow cho rằng các hoạt động của NATO ở Đông Âu và khu vực Biển Đen tạo thêm mối đe dọa đối với an ninh của nước này. Nga nhận định diễn biến cho thấy NATO đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột tiềm tàng với Moscow. Thưa quý vị, quân đội Ukraine áp dụng triệt để chiến thuật bắn và chạy nhanh như chớp để giúp các khẩu đội pháo tự hành Caesar sống sót. Theo nhà sản xuất KNDS Nexter của Pháp, Ukraine đã mất ít hơn 10% số pháo tự hành Caesar cỡ nào 155 ly gắn trên khung gầm xe tải quân sự Việt giả mà họ nhận được từ Pháp và Đan Mạch, nhờ khả năng cơ động tốt dẫn đến tỷ lệ sống sót cao hơn so với một số hệ thống pháo tự hành hoặc xe kéo khác. Trong một tuyên bố với Defense News, công ty cho biết thiệt hại đối với một số hệ thống pháo tự hành hoặc xe kéo khác trong cuộc đỏ sức giữa Ukraine với Nga lên tới gần 30%. Sisa do Pháp chế tạo, pháo tự hành 155 ly nhẹ nhất thế giới với trọng lượng 18 tấn, có thể bắn 6 quả đạn trong vòng 1 phút trước khi thu hồi và di chuyển, theo một chiến thuật pháo binh được gọi là bắn và chạy. Trước các mối đe dọa ngày càng gia tăng trên chiến trường, cơ động nhanh như chớp là cách bảo vệ tốt nhất của hệ thống Sisa, thay vì tầm bắn của pháo. Nester cho biết trong tuyên bố, việc sử dụng máy bay không người lái và UAV lãng vãng đã trở thành mối đe dọa thực sự cách mặt trận 40 km, nơi xe hoạt động, do đó trọng lượng nhẹ và khả năng rời khỏi vị trí trong vòng chưa đầy một phút để tránh bị phản pháo là đặc tính ưu việt vượt trội. Ukraine đã nhận được 55 tổ hợp xe trong đó 36 khẩu do Pháp cung cấp, bao gồm 6 hệ thống được mua trong năm nay và 19 khẩu khác do Đan mặt tặng. Pháp, Đan Mạch và Ukraine đã đồng ý tài trợ cho việc mua 78 hệ thống xa cho Kyiv vào năm 2024 như một phần của liên minh cung cấp pháo binh và đạn dược cho Ukraine. Bộ trưởng Leconnu cho biết vào tuần trước, trong đó bao gồm 6 khẩu đã được giao trong năm nay. Nestor đã tăng sản lượng xa hàng tháng lên 6 khẩu, tức gấp 3 lần so với trước khi xung đột bùng nổ, và mục tiêu trong thời gian tới là 12 khẩu pháo mỗi tháng. Ông Lekonu cho biết trong một cuộc họp báo sau chuyến thăm, công ty cho biết mục tiêu là đạt được công suất mới trong vòng một năm và Nestor đã đầu tư để tăng sản lượng của các bộ phận của hệ thống. Nestor cho hay hiện tại toàn bộ hoạt động sản xuất của Cesa đều được dành cho Ukraine và để bổ sung vào kho dự trữ của quân đội Pháp. Sau khi Ukraine chiếm ưu thế về hỏa lực pháo binh vào mùa hè năm 2023, nga đã giành lại thế thượng phong. Và hồi tháng 1, Bộ trưởng Lekonu cho biết tỷ lệ tiêu thụ đạn pháo của Nga gấp 6 lần Ukraine. Pháo binh là sát thủ lớn nhất trong cuộc chiến ở Ukraine, chiếm hơn 70% số thương vong. Sự thiếu hụt pháo binh của Ukraine đã góp phần gây ra những thất bại gần đây trên tiền tuyến, bao gồm cả việc rút quân khỏi thành phố Avdiivka ở vùng Donetsk vào tháng 2. Hồi tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết năng lực pháo binh mạnh hơn là một trong những nhu cầu then chốt của Kyiv để giành chiến thắng thưa quý vị tạm rời xa những diễn biến căng não liên quan đến chiến sự ngay sau đây thảo viên xin mời quý vị cùng thư giãn với một thông tin khoa học quốc phòng ấn tượng theo đó đài Fox News ngày 10 tháng 4 dẫn lời bộ trưởng không quân Mỹ Frank Kendall cho hay ông dự định lái một máy bay chiến đấu vận hành bằng trí tuệ nhân tạo AI để trải nghiệm công nghệ mới của các phi đội tương lai bộ trưởng không quân Mỹ Frank Kendall bày tỏ hy vọng rằng ông và phi công đều không phải điều khiển khi ngồi trên máy bay chiến đấu F-16 nhờ công nghệ AI Phát biểu trước Hội đồng Quốc phòng thuộc Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện, ông nói rằng tương lai của không chiến sẽ phụ thuộc vào những thiết bị bay điều khiển tự động. Trên thực tế, quan chức này đang xúc tiến mua 1.000 máy bay không người lái UAV vận hành bằng AI và dự định sẽ ngồi trên một chiếc để trải nghiệm ngay trong năm nay. Máy bay ông dự định thử nghiệm sẽ là chiếc F-16 được chuyển đổi để bay không người lái sẽ có một phi công đi cùng tôi, nhưng cũng chỉ quan sát như tôi khi công nghệ tự động hoạt động. Hy vọng rằng cả ông ấy và tôi đều không phải lái máy bay, ông cho biết. Tháng trước, Ngũ Giác Đài xác nhận đang tìm cách phát triển các máy bay mới điều khiển bằng AI, đồng thời đưa ra hai hợp đồng cho một số công ty cạnh tranh. Dự án máy bay chiến đấu cộng tác CCA là một phần của chương trình trị giá 6 tỷ đô la nhằm bổ sung ít nhất 1.000 UAV mới cho công quân Mỹ. Các UAV sẽ được thiết kế để triển khai bên cạnh các máy bay phản lực do con người điều khiển nhằm hỗ trợ và đóng vai trò hỗ tống với đầy đủ khả năng vũ khí. Theo tờ The Wall Street Journal, các UAV này cũng có thể tham gia hoạt động trinh sát hoặc làm trung tâm liên lạc. Các công ty đấu thầu hợp đồng bao gồm Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Atomics và Anduril Industries. Thưa quý vị, đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cáo buộc Washington muốn làm suy yếu Moscow và xóa Nga khỏi bản đồ địa chính trị thế giới thay vì chấm dứt chiến sự ở Ukraine. Rõ ràng, phe nhiều hô ở Washington không muốn chấm dứt xung đột mà muốn đất nước chúng tôi kiệt quệ, ngay cả khi phải trả giá bằng sinh mạng của hàng trăm nghìn người Ukraine hay thậm chí muốn Liên bang Nga biến mất khỏi bản đồ địa chính trị thế giới. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết trong thông báo đăng trên kênh Telegram của Đại sứ quán Nga tại Mỹ hôm 9 tháng 4, Bình luận của đại sứ Antonov được đưa ra nhằm đáp trả tuyên bố của nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ Mike Turner rằng các thông điệp thân Nga đang được lan truyền trong Quốc hội Mỹ khiến việc hỗ trợ Ukraine gặp khó khăn hơn. Ở Mỹ, không ngày nào trôi qua mà không có cáo buộc nhằm vào đất nước chúng tôi về mọi tội lỗi, nhưng lại không kiểm tra thực tế và đưa ra bất kỳ bằng chứng nào, nhà ngoại giao Nga cho biết thêm. Theo đại sứ Antonov, sự mệt mỏi vì gánh nặng tài chính dành cho Ukraine đang gia tăng ở các nước phương Tây. Sự mệt mỏi của người dân trước gánh nặng tài chính cho Ukraine đang gia tăng một cách khách quan ở phương Tây. Người dân Mỹ không hiểu tại sao họ lại phải làm việc chăm chỉ và nộp thuế, số tiền sau đó sẽ được sử dụng để hỗ trợ tài chính và quân sự cho một quốc gia đông Âu xa xôi, ông Atranov nhận định. Ông Antonov nói thêm rằng Mỹ đang phải đối mặt với một loạt vấn đề kinh tế và xã hội cấp bách và việc giải quyết các vấn đề này là ưu tiên hàng đầu của người dân cũng như các chính trị gia Mỹ. Đại sứ Antonov cáo buộc Mỹ từ lâu đã ấp ủ kế hoạch chấm dứt xuất khẩu các nguồn năng lượng của Nga bao gồm khí đốt tự nhiên. Theo nhà ngoại giao Nga, đây là lý do Mỹ đưa ra vô số lệnh trừng phạt. Theo Castellum.ai kể từ khi Nga sắp nhập Crimea, Mỹ là nước thực thi chính sách các lệnh trừng phạt đối với Moscow, áp đặt hơn 4.500 hạn chế. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nói rằng Moscow sẵn sàng khôi phục mối quan hệ chính thức với Mỹ nếu Washington bắt đầu tôn trọng các nước khác và tìm kiếm sự thỏa hiệp thay vì giải quyết vấn đề của họ bằng biện pháp trừng phạt và sức mạnh quân sự. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc Mỹ muốn gây ra thất bại chiến lược với Nga và điều này đã khiến quan hệ giữa hai nước căng thẳng tới mức rạn nước. Ông nhấn mạnh, sự chung sống hòa bình giữa Nga và Mỹ chỉ có thể đạt được nếu Washington công nhận các lợi ích quốc gia cơ bản của Moscow, nhưng giới tinh hoa cầm quyền của Mỹ dường như vẫn phủ nhận thực tế của một thế giới đa cực và vẫn nghĩ về ưu thế độc tôn của riêng họ. Ông Lavrov tuyên bố, việc ai thắng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 không quan trọng với Moscow, vì Washington coi Nga là đối thủ và là mối đe dọa hiện hữu, bất kể đảng phái nào. Trong một diễn biến liên quan, dân biểu Hoa Kỳ Marjorie Taylor Greene nói với đám đông những người ủng hộ rằng một số đồng nghiệp trong quốc hội của bà rất muốn gửi quân đội Hoa Kỳ đến Ukraine. Theo đó, bà Greene, chính khách Cộng hòa hai nhiệm kỳ đến từ Georgia, đã lên tiếng chỉ trích việc Mỹ cung cấp viện trợ cho Ukraine trong bối cảnh quốc gia châu Âu này đang có cuộc chiến kéo dài hơn 2 năm với Nga, bắt đầu sau khi lực lượng của Điện Kremlin xâm lược vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Trong khi phát biểu vào tối thứ hai tại tòa thị chính ở Rome, Georgia, Green đã chỉ trích các nhà lập pháp ở cả hai bên lối đi, gọi các thành viên trong đảng của bà ủng hộ việc gửi viện trợ đến Ukraine là Renos hoặc chỉ đảng Cộng hòa trên danh nghĩa. Green cũng tuyên bố đã nghe các nhà lập pháp nói về việc gửi quân đội Mỹ đến chiến đấu ở Ukraine. Bà nói, Tôi đã nghe điều này thì thầm trong các cuộc họp khác nhau. Họ rất muốn gửi các chú, anh, em, họ và con trai của tôi đến chiến trường đó tới Ukraine. Và tôi sẽ nói với bạn, họ sẽ phải bước qua sát tôi nếu muốn làm điều đó. Chúng ta không nên tham gia cuộc chiến. Rõ ràng, tại thời điểm công bố, nữ dân biểu được cho là đã nghe thảo luận về việc gửi lính Mỹ đến Ukraine hay những cuộc thảo luận đó nghiêm túc đến mức nào. Green không cung cấp thông tin chi tiết. Green nói, Nói về biên giới, hãy nói về đất nước mà hầu hết chúng ta không thể tìm thấy trên bản đồ. Nhưng đảng Dân Chủ và nhiều thành viên Reynos cho rằng đó là bang thứ 51 của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ và đó là đất nước của Ukraine. Bây giờ, chúng ta có tấm lòng dành cho bất kỳ quốc gia nào đang bị tấn công không? Tất nhiên là có. Chúng tôi muốn điều tốt nhất cho người dân Ukraine trong khi đảng viên Cộng hòa Georgia nói rằng bà muốn hòa bình cho người Ukraine. Bà nói rằng Kyiv không xứng đáng nhận được sự hỗ trợ tài chính của Mỹ, đồng thời nói thêm rằng chính phủ liên bang đang tài trợ cho một cuộc chiến với hàng tỷ tỷ đô la cho các thiết bị quân sự của Mỹ nhằm tàn phá cả một thế hệ thanh niên Ukraine, bởi vì đó là những gì đang xảy ra ở Ukraine. Trong một diễn biến liên quan, cơ quan an ninh Ukraine SSU đã triển khai hiệu quả các máy bay không người lái được trang bị khả năng tự động thu thập mục tiêu để chống lại các hệ thống phòng không của kẻ xâm lược. SSU đã phát hành một video giới thiệu những máy bay không người lái này tự động khóa mục tiêu và tấn công chúng thành công. Người điều khiển có thể nhắm mục tiêu vào các hệ thống bút và tro của Nga bằng cách sử dụng những máy bay không người lái này. Trước cuộc tấn công, việc trinh sát và điều chỉnh mục tiêu có thể được thực hiện bởi máy bay không người lái xác. Trong khi đó, các hệ thống phòng không của Nga tỏ ra không thể phát hiện và chống lại máy bay không người lái của Ukraine, dẫn đến các cuộc tấn công thành công vào mục tiêu của chúng. Các nhà điều hành SSU đã phá hủy một loạt hệ thống phòng không của Nga ở mặt trận trong một tuần. Họ đã bổ sung vào chiến tích của mình hai hệ thống phòng không bút với nhiều sửa đổi khác nhau và một trạm phát hiện mục tiêu của hệ thống phòng không bút, hai hệ thống phòng không Tor M2, hệ thống phòng không strela 10, hệ thống phòng không Trungerska, SSU cho biết. Những máy bay không người lái như vậy chỉ cần tiếp cận mục tiêu ở độ cao tương đối và đánh dấu nó, sau đó chính máy bay không người lái có thể tấn công mục tiêu. Có lẽ, máy bay không người lái của Ukraine với công nghệ như vậy được bảo vệ hoàn toàn khỏi các hệ thống tác chiến điện tử vì nó tự động đi tới mục tiêu. Trong số những ưu điểm của máy bay không người lái như vậy với tầm nhìn máy và khả năng bắt mục tiêu, hiệu quả tốt nhất của việc tấn công các mục tiêu đang di chuyển cũng được ghi nhận. Công nghệ thị giác máy cũng giúp máy bay không người lái có phạm vi sử dụng rộng hơn. Nhớ lại rằng vào tháng 2, 2024, Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số Mikhailo Fedorov đã tuyên bố rằng hai loại UAV mới của Ukraine sẽ vượt mặt Lancet của Nga đã vượt qua các cuộc thử nghiệm sơ bộ và sẽ sớm được thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu. Ông tuyên bố rằng máy bay không người lái có chức năng khóa cho phép chúng nhắm mục tiêu trong giai đoạn bay cuối mà không cần liên lạc trực tiếp với người điều khiển. Thủ tướng Misutin cho biết Nga đặt mục tiêu lọt top 4 nền kinh tế đứng đầu thế giới về sức mua tương đương vào năm 2030. Các biện pháp của chính phủ trong năm qua đã thu được thành quả, được thể hiện qua tăng trưởng GDP và thay đổi tích cực trong nhiều lĩnh vực, Thủ tướng Nga Mikhail Mishutin ngày 9 tháng 4 phát biểu trong Hội nghị Chiến lược về Kinh tế. GDP Nga tăng gần 5% trong tháng 1 và 7,7% trong tháng 2. Ông cho hay, Nga cần phải là một trong bốn nền kinh tế hàng đầu thế giới về sức mua tương đương vào năm 2030. Để đạt được mục tiêu này, Nga phải hành động nhanh chóng và theo nhiều hướng, ông nói. Đề xuất tập trung đẩy nhanh dòng vốn đầu tư, chuyển đổi thị trường lao động, phát triển cơ sở hạ tầng nhanh chóng. Theo ông Mishutin, bước đầu tiên là bảo đảm tăng tốc đầu tư vào các doanh nghiệp thông dụng vốn, các dự án công nghệ, công nghiệp. Ông cũng nêu nhiệm vụ thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng phi tài nguyên, phi năng lượng sang các thị trường thân thiện đến tháng 10/2023, kinh tế Nga đứng thứ sáu thế giới tính theo sức mua tương đương sau Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Đức theo ước tính của quỹ tiền tệ quốc tế (IMF). Quan trọng là phải chuyển đổi thị trường lao động, tạo điều kiện tái đào tạo nhân sự sao cho linh hoạt phù hợp hơn với nhu cầu của nền kinh tế, thủ tướng Misutin nói. Ông lưu ý tỷ lệ thất nghiệp của Nga đã giảm xuống 2,8%, mức thấp nhất lịch sử, nhưng nhiệm vụ là phải nâng cao năng suất và hiệu quả lao động. Nga đang triển khai dự án quốc gia về mục tiêu lọt tháp 4 nền kinh tế thế giới, bao trùm khoảng 6.000 doanh nghiệp, sử dụng khoảng 1,5 triệu lao động, bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây. Thưa quý vị, do sự yếu kém của phòng không Ukraine, các phi công Nga đã tấn công các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine từ khoảng cách gần hơn nhiều mà không hề lo sợ cho chính mình. Nhà báo David S. thuộc chuyên mục quân sự của tạp chí Pháp của Mỹ viết, theo David S., cho đến gần đây, Nga chủ yếu sử dụng bom lượng có cánh để tấn công tầm xa, nhưng việc thiếu đạn dược cho lực lượng phòng không Ukraine và những khoảng trống lớn trong phòng thủ đã cho phép chúng bay gần hơn đến các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine. Ace viết, bây giờ một số máy bay chiến đấu của Nga bay gần tiền tuyến hơn nhiều và tấn công bằng hỏa tiễn tầm gần. Ông lấy ví dụ từ một đoạn video được quay ở ngoại ô Chesapia, trong đó máy bay tấn công Su-25 của Nga tấn công các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine từ độ cao thấp. Việc thiếu đạn pháo và hỏa tiễn phòng không đã trở thành vấn đề chính đối với lực lượng đồn trú Ukraine tại Chesapia. Trong bối cảnh đó, Nga cũng tăng cường tấn công vào các mục tiêu ở các thành phố lớn của Ukraine, buộc Kyiv phải tập trung phòng không gần các mục tiêu đó, làm lộ mặt trận, bài báo viết. Nhà báo cảnh báo những khoảng trống này sẽ tăng lên khi nguồn đạn phòng không cạn kiệt. Trước đó, ngày 5 tháng 4, cố vấn của người đứng đầu DBA Denis Pushilin, Yan Gagin, nói với Ria Novosti rằng lực lượng vũ trang Nga đã tiến vào vùng ngoại ô Chashevya, khu định cư nằm ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk, cách Bắc Mút 15 km về phía Tây. Như Igor Kimakovsky, cố vấn của người đứng đầu DBA, nói với Ria Novosti kể từ năm 2014, kẻ thù đã sử dụng thành phố này để luân chuyển các đơn vị mới từ các khu vực khác. Việc tiếp nhận các đơn vị quân đội bị vùi dập trong các trận chiến được thực hiện ở Bakhmut, tức là hai nút giao thông đường sắt này là chìa khóa cho Bộ Chỉ huy Ukraine. Bên cạnh đó, những tuần giao tranh vừa qua ở Ukraine là một bất ngờ khó chịu đối với người Nga do số liệu thống kê về thương vong rất cao. Cụ thể, người nga bị sốc trước mức độ thương vong trong cuộc chiến với ukraine sau khi xem số liệu thống kê về những tuần giao tranh vừa qua. Một ngày trước đó, các nhà phân tích của Osean cho thấy, tính đến ngày 5 tháng 4, tình hình ở hướng Azipsky cho thấy tổn thất thảm khốc đối với lực lượng vũ trang nga. Số lượng thiết bị bị xóa sổ của quân đội nga được xác nhận trực quan lên đến 984 chiếc. Một trong những blogger người nga nhìn thấy những con số đã bắt đầu đặt những câu hỏi khó chịu cho người nga. Ông viết rằng, trong trận bão Krasny năm 1995 đã gây chấn động nước Nga về số lượng thương vong và đi vào lịch sử như một trong những giai đoạn đau thương nhất của cuộc nội chiến ở Nga, khi nhiều binh sĩ Nga thiệt mạng như bây giờ chỉ trong một tuần. Đã có ai giải thích chuyện gì đang xảy ra chưa? Anh ta phẫn nộ. Sau đó, đội quân Liên bang Nga đã mất khoảng 50 xe tăng trong 3 tháng chiến đấu. Giờ đây, người Nga đang mất 33 xe tăng mỗi tuần trong một trận chiến không rõ lý do. Tổn thất về nhân lực còn nghiêm trọng hơn. Thưa quý vị, có thể nói cuộc chiến tranh xâm lược của Nga ở Ukraine đã chứng kiến sự lên ngôi của hình thức tác chiến không người lái trên chiến trường. Cũng từ đây, các bên đã không ngừng nghiên cứu cho ra những cải tiến mới nhằm chiếm ưu thế trước đối thủ. Truyền thông Ukraine đưa tin, nước này đã bắt đầu sản xuất hàng loạt máy bay thả bom không người lái Backfire K1, đánh dấu một bước nhảy vọt trong ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine. Ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã có những bước tiến đáng kể, đặc biệt là trong việc chế tạo các thiết bị không người lái UAV. Mới đây nhất, Ukraine đã bắt đầu sản xuất hàng loạt máy bay không người lái thả bom có tên Backfire K-1. Theo dữ liệu từ Army Recognition, Backfire K-1 được thiết kế như một chiếc máy bay không người lái thông thường cỡ nhỏ, có động cơ đặt phía trước và cấu hình đuôi chữ V. UAV được khai triển từ hệ thống phóng mặt đất và hạ cánh bằng hệ thống dù. Một trong những khía cạnh đáng chú ý của Backfire K1 là tính tự chủ của nó. Máy bay không người lái có thể điều hướng các tuyến đường được thiết lập sẵn mà không cần thông qua người điều khiển. Điều này giúp UAV khó bị phát hiện bởi các hệ thống tác chiến điện tử. Trọng tâm thiết kế của Backfire K1 là độ chính xác. UAV sử dụng cấu hình hiện đại để xác định điểm phóng, mục tiêu với độ chính xác cao. Các báo cáo ban đầu cho biết, máy bay không người lái mới đã được Ukraine khai triển trên chiến tuyến và đã chứng minh được hiệu quả trước nhiều loại mục tiêu khác nhau, bao gồm nhân lực, vị trí pháo binh và các công trình phòng thủ kiên cố. Về thông số kỹ thuật, Backfire K1 có thể mang trọng tải lên đến 6 kg với tầm hoạt động tối đa là 50 km. Được trang bị động cơ điện, máy bay có thể di chuyển ở tốc độ 84 km h giờ, trần bay từ 200 đến 1.000 m. Việc Ukraine giới thiệu máy bay không người lái Back Fire K1 cho thấy sự tiến bộ của nước này trong nỗ lực tăng cường khả năng phòng thủ, đồng thời mang đến những đóng góp đáng kể cho công nghệ tác chiến trên không không người lái, thiết lập các tiêu chuẩn mới về tính tự chủ, khả năng chống lại tác chiến điện tử và độ chính xác trong hoạt động quân sự. NATO kêu gọi ukraine không tham gia đàm phán hòa bình với nga phó tổng thư ký nato mercia joada cho biết tuyên bố của nga về việc sẵn sàng bắt đầu đàm phán hòa bình về ukraine là không thể tin cậy được vì moscow sẽ tận dụng mọi thời gian nghỉ ngơi để tái vũ trang ngay cả khi cuối cùng chính quyền nga bắt đầu nói về hòa bình thì đó sẽ không phải là hòa bình như vậy mà là về một thỏa thuận ngừng bắn để tái vũ trang và quay trở lại sau đó điều rất quan trọng đối với chúng tôi là bảo đảm ukraine trở nên gần của hơn với NATO và Liên minh châu Âu, Joanna nói trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh LBC của Anh. Đồng thời, đại diện NATO nhấn mạnh Ukraine sẽ đưa ra quyết định bắt đầu đàm phán với Nga một cách độc lập. Tuy nhiên, theo ông, nếu Nga giành chiến thắng trước Ukraine, điều này sẽ khuyến khích chính quyền Nga mở rộng hơn nữa. Vì vậy, NATO có nghĩa vụ đạo đức và pháp lý phải hỗ trợ Kyiv. Ba nguồn tin Nga nói với Reuters rằng, vào cuối năm 2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông qua trung gian đã đề xuất với Mỹ đóng băng chiến sự ở Ukraine trên các lập trường hiện có. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cho biết họ không thấy dấu hiệu nào cho thấy Putin sẵn sàng nghiêm túc thảo luận về việc chấm dứt chiến sự. Washington cũng từ chối các cuộc đàm phán mà Ukraine sẽ không tham gia. Sau đó, Putin tái đắc cử nhiệm kỳ thứ năm và quyết định tăng cường hoạt động quân sự nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra ban đầu ông cảm thấy yếu đuối và sẵn sàng đi đến chiến thắng, bao gồm cả việc thực hiện một nỗ lực khác nhằm chiếm Kyiv và chiếm Kharkiv, các nguồn tin thân cận với chính quyền tổng thống nói với Meduza. Ngược lại, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lần đầu tiên thừa nhận rằng các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kyiv có thể bắt đầu trước khi nước này đạt được đường biên giới năm 1991. Mặc dù trước đó ông đã loại trừ khả năng như vậy và yêu cầu giải phóng hoàn toàn lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả Crimea. Đồng thời, Zelensky lưu ý rằng ông không thể tin tưởng Putin. Bạn có thể đồng ý về mọi thứ, nhưng câu hỏi đặt ra là liệu ông ấy có tuân thủ hay không, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh. Tiếp theo là một chiến công của lực lượng vũ trang Ukraine ở hướng Donetsk. Những chiến binh Ukraine thuộc Trung đoàn lực lượng đặc biệt số 8 đã tiêu diệt nhân lực của quân xâm lược bằng máy bay không người lái FPV. Ngoài ra, máy bay không người lái tấn công còn tấn công xe bọc thép của người Nga đoạn video về nhiệm vụ chiến đấu của Bộ Tư lệnh Lực lượng Tác chiến đặc biệt của Lực lượng Vũ trang Ukraine công bố, trên một trong các khu vực của mặt trận ở khu vực Donetsk, những người điều hành trung tâm tác chiến đặc biệt phía Tây trước đây là Trung đoàn Lực lượng đặc biệt số 8 đã tiến hành trinh sát và phát hiện xe bọc thép của đối phương. Nhân sự của quân xâm lược Nga di chuyển trên xe bọc thép BMP-2 và BTR-82A. Cảnh quay của video cũng ghi lại cảnh xe tăng địch không di chuyển. Với cuộc tấn công của máy bay không người lái FPV, thiết bị của kẻ thù đã bị hạ gục. Sau đó, lực lượng vũ trang Ukraine bắt đầu tiêu diệt những quân nhân Nga đang cố gắng ẩn nấu gần những chiếc xe bọc thép bị hư hỏng của họ. Để loại bỏ bộ binh Nga và tiêu diệt cuối cùng các xe bọc thép, quân phòng thủ Ukraine đã sử dụng FPV với đạn dược và bom thả từ máy bay không người lái. Theo quân đội, hai chiếc IFV và một chiếc ABC của quân xâm lược đã bị tiêu diệt một trong những phương tiện chiến đấu bộ binh là phiên bản nâng cấp của BMP-2M với tháp pháo Berezov. Trong trận chiến, chính kẻ xâm lược đã bị tiêu diệt 4 người bị thương. Như đã đưa tin trước đó vào tháng 3, lực lượng phòng vệ đã phá hủy bệ phóng hệ thống phòng không bớt với sự hỗ trợ của khả năng trinh sát SOF và HIMARS MRL của Mỹ trên một trong các khu vực của mặt trận Ukraine-Nga. Trong một diễn biến khác, tờ The South China Morning Post ngày 9 tháng 4 dẫn lời tướng George Flynn, tư lệnh lục quân Thái Bình Dương của Mỹ, cho biết Washington chuẩn bị triển khai hệ thống phóng hỏa tiễn tầm trung mới hay còn được ví von là bức tường hỏa tiễn trước cuối năm nay. Các chuyên gia suy đoán hệ thống này có thể là hệ thống bể phóng hỏa tiễn mặt đất Typhoon mà quân đội Mỹ phát triển từ năm ngoái. Hệ thống Typhoon được cho là có thể ứng phó các mối đe dọa từ Triều Tiên và Trung Quốc. Một nhà phân tích nghĩ rằng, việc triển khai hệ thống này tới châu Á-Thái Bình Dương có thể là một phần của quá trình thử nghiệm và đào tạo. Ông Karen Molloy, giáo sư về quan hệ quốc tế tại trường Đại học Daito Binka của Nhật Bản cho biết, có rất ít dữ liệu về hệ thống Typhoon và tôi nghĩ đây là một phần trong tiến trình phát triển. Theo giáo sư Molloy, các hệ thống mới thường hoạt động tốt trên các phạm vi thử nghiệm ở sa mạc ở Mỹ khi mà không bị ảnh hưởng bởi khí hậu hàng hải, độ ẩm cao của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Quân đội Mỹ sẽ muốn xem hệ thống hoạt động thế nào trong nhiều điều kiện thử nghiệm và bắt đầu huấn luyện các đơn vị vận hành. Giáo sư Molloy nhận định, việc triển khai một hệ thống vũ khí mới có năng lực ở Tây Thái Bình Dương khó có thể bị các đối thủ của Washington trong khu vực bỏ qua. Trung Quốc, Nga và Triều Tiên đều có khả năng bày tỏ lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang ngày càng gia tăng trong khu vực. Thông tin Mỹ chuẩn bị triển khai bệ phóng hỏa tiễn tầm trung mới trong khu vực lần đầu tiên xuất hiện vào tháng 11-2023. Phát biểu tại diễn đàn an ninh quốc tế Halifax ở Canada hồi năm ngoái, tướng Josh Flynn cho biết Mỹ sẽ triển khai các hỏa tiễn tầm trung và tầm xa, trong đó có Tomahawk và SM-6 đến khu vực Thái Bình Dương trong năm 2024. Ông Flynn nhắc lại cam kết đó trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Nhật Bản ở thủ đô Tokyo giữa tuần trước, nhưng không tiết lộ mốc thời gian. Báo Asahi ngày 4 tháng 4 dẫn nguồn tin từ chính phủ Mỹ xác nhận đây là hệ thống bệ phóng hỏa tiễn mặt đất Typhoon, Ban đầu, các khẩu đội sẽ được đặt tại đảo Guam, sau đó sẽ được triển khai tới Nhật Bản để huấn luyện. Một đơn vị Typhoon bao gồm trung tâm điều hành di động, tối đa 4 bệ phóng di động tự động, phương tiện hỗ trợ. Các bệ phóng được thiết kế để phóng hỏa tiễn tiêu chuẩn 6 SM-6, có thể nhắm mục tiêu vào các máy bay hoặc hỏa tiễn của đối phương, hoạt động như một vũ khí chống hạm tốc độ cao hoặc hỏa tiễn hành trình Tomahawk. Hỏa tiễn hành trình Tomahawk có tầm bắn vào khoảng 1.600 km. Cuộc chiến xâm lược của Putin càng kéo dài, thì những thất bại và tai ương và sự cô lập càng tìm đến với quốc gia này, thưa quý vị. Theo một tổ chức thương mại lớn, các vấn đề đang gia tăng đối với các doanh nghiệp Nga hoạt động ở nước láng giềng Kazakhstan khi mối quan hệ lịch sử giữa hai quốc gia thuộc Liên Xô cũ dường như bị rạn nứt trong bối cảnh cuộc chiến của Moscow với Ukraine và cuộc đối đầu với thế giới phương Tây. Nikolai Dunaev, phó chủ tịch của Opora Russia, tổ chức phi chính phủ toàn Nga của doanh nghiệp vừa và nhỏ, nói với hãng tin Izvestia hôm thứ Hai rằng, các khoản thanh toán của Nga cho Kazakhstan đang phải đối mặt với sự chậm trễ ngày càng tăng vì các ngân hàng địa phương lo ngại bị nhắm mục tiêu thứ cấp của lệnh trừng phạt vì làm ăn với Moscow. Các khoản thanh toán được cho là đã bị trì hoãn trong vài tuần, trong khi một số ngân hàng lớn chẳng hạn như ngân hàng Halik hoạt động ở Kazakhstan, Kyrgyzstan, Georgia, Nga, Tajikistan và Uzbekistan vì ngân hàng này đã từ chối xử lý bất kỳ khoản thanh toán nào liên quan đến Nga. Được biết, các ngân hàng nước ngoài ở một số quốc gia đã trở nên do dự hơn trong việc đối phó với các thực thể Nga bị trừng phạt sau quyết định của Tổng thống Joe Biden vào tháng 12 năm 2023. Các vấn đề xử lý đối với khách hàng Nga đã được báo cáo ở các quốc gia như Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Kazakhstan là một trong những đồng minh đáng tin cậy nhất của Nga trong khu vực, trong đó Astana càng mắc nợ Moscow sau khi lực lượng an ninh Nga giúp dập tắt một cuộc nổi dậy toàn quốc chống lại chính phủ cầm quyền vào đầu năm 2022. Kazakhstan là thành viên của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể do Nga lãnh đạo, CSTO và Liên minh Kinh tế á âu EU. Tuy nhiên, vào tháng 9 năm 2022, Astana từ chối công nhận tuyên bố sắp nhập 4 khu vực bị Ukraine chiếm đóng một phần của Nga. Một quan chức chính phủ cấp cao nói với Reuters vào tháng sau rằng Tổng thống Kassym Jomad Tokayev đang đánh giá lại mối quan hệ song phương với Moscow, trong khi đó nước này đang hướng về phía Tây để có thêm sự hợp tác kinh tế với Liên minh châu Âu. Tokayev cũng đã nhiều lần nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và hoan nghênh hàng chục nghìn người Nga chạy trốn lệnh động viên của Tổng thống Vladimir Putin. Chuyển sang những diễn biến đáng chú ý ở chiến trường Trung Đông – được biết, Israel ngày 9 tháng 4 ra dấu hiệu cảnh báo sẽ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran nếu Tehran tấn công trực tiếp nhằm vào lãnh thổ Israel. Căng thẳng leo thang giữa Israel và Iran kể từ tuần trước sau khi Israel gián đoạn không kích đánh sập tòa lãnh sự của Iran ở thủ đô Syria. Vụ không kích khiến hai sĩ quan cấp tướng và năm sĩ quan khác của Iran thiệt mạng. Kể từ đó, quân đội Israel được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ, sẵn sàng trước nguy cơ Iran đáp trả vào bất cứ lúc nào. Chỉ dẫn nguồn tin an ninh phương Tây, báo Ả Rập Elab News có trụ sở ở Anh đăng tải thông tin cho biết không quân Israel đang tích cực tập trận trong những ngày gần đây. Cuộc tập trận bao gồm nhiệm vụ mô phỏng tập kích nhằm vào cơ sở hạt nhân và các cơ sở quan trọng khác ở Iran. Các mục tiêu nằm trong tầm ngắm của Israel gồm lò phản ứng nước nặng arak nhà máy điện hạt nhân Busher, mỏ uranium Gachin hay cơ sở làm giàu uranium Natanz ở Iran. Đoạn tấn công như vậy sẽ gây ra leo thang chưa từng có ở Trung Đông. Theo tờ Elab News, Mỹ vẫn sẽ hỗ trợ Israel dù có chuyện gì xảy ra trong căng thẳng Israel-Iran. Tuy vậy, CNN dẫn nguồn tin tình báo Mỹ cho biết khó có khả năng Iran sẽ gián đòn đáp trả trực tiếp Israel. Thay vào đó, Iran sẽ tìm cách gây tổn hại cho Israel thông qua các lực lượng hậu thuẫn như Houthi ở Yemen và Hezbollah ở Liban. Trước đó, một số kênh truyền thông Mỹ đưa tin Iran có thể phóng tên lửa đạn đạo hoặc máy bay không người lái tự sát tầm xa nhằm vào các mục tiêu trong lãnh thổ Israel mặt khác, Iran được cho là đang theo sát triển vọng ngừng bắn trong xung đột giữa Hamas và Israel ở giải Gaza. Nếu Israel chấp nhận ngừng bắn dài hạn, Iran có thể coi đây là động thái xuống thang nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Đến với chiến sự Trung Đông đang leo thang căng thẳng theo từng giờ, thưa quý vị, được biết Israel lần đầu tiên triển khai hệ thống phòng thủ Sea Dome vòng C để ngăn chặn một mục tiêu đáng ngờ ở phía nam quốc gia này. Vòng C được triển khai trên tàu là phiên bản hải quân của hệ thống phòng không Iron Dome vòng sắt nhằm chống lại các cuộc tấn công rocket và hỏa tiễn. Tối ngày 8 tháng 4 giờ địa phương, lực lượng phòng vệ Israel IDF ban bố cảnh báo tại thành phố Eilat, nơi từng bị lực lượng Houthi nhắm mục tiêu vào tháng 2 sau khi còi báo động vang lên ở khu vực Eilat liên quan đến sự xâm nhập của một máy bay thù địch, Hải quân IDF đã xác định được một mục tiêu trên không đáng ngờ đang xâm nhập lãnh thổ Israel. IDF thông báo ngày 9 tháng 4, đồng thời cho biết mục tiêu đáng ngờ nêu trên đã bị hệ thống vòng C bắn hạ. Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại người phát ngôn IDF không xác nhận liệu mục tiêu trên có phải là máy bay không người lái UAV hay không, chỉ nói rằng đây là lần đầu tiên vòm C khai hỏa kể từ khi được đưa vào vận hành. Được khai triển trên tàu hộ tống lớp SA-6, vòm C sử dụng hệ thống đánh chặn tương tự vòm sắt. Theo Tập đoàn Công nghệ Quốc phòng Rafael Advanced Defense System Israel, Vòm sắt đã được Israel sử dụng vô số lần để ngăn chặn rocket phóng từ giải Gaza do lực lượng Hamas kiểm soát. Hệ thống này được khai triển trên đất liền, ngốn khoảng 50.000 USD cho mỗi lần phóng, nhằm thể hiện sự ủng hộ với người dân Palestine trong xung đột Israel-Hamas, Houthi tấn công tàu thương mại quốc tế trên Biển Đỏ từ tháng 11 năm 2023. Quân đội Mỹ ngày 8 tháng 4 thông báo họ đã phá hủy các hệ thống phòng không và UAV của Houthi trên Biển Đỏ, không có báo cáo về thương vong hoặc thiệt hại đối với tàu thương mại cũng như tàu chiến của lực lượng liên minh do Mỹ dẫn đầu. Thưa quý vị, giới chức Cộng hòa Chechnya thuộc Nga cấm các bản nhạc có nhịp điệu quá nhanh hoặc quá chậm trong nỗ lực ngăn chặn ảnh hưởng từ phương Tây. Bộ trưởng Văn hóa Musa Dadayev tuần trước thông báo, lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov đồng ý áp khung giới hạn tất cả các bản phối nhạc, vũ đạo phải có nhịp điệu phù hợp với tinh thần và cảm thụ của người Chechnya. Theo đó, bất kỳ bản nhạc nào có nhịp độ chậm hơn 80 nhịp mỗi phút hoặc nhanh hơn 116 nhịp mỗi phút đều bị coi là quá chậm hoặc quá nhanh và sẽ bị cấm lưu hành. China không chấp nhận vay mượn văn hóa âm nhạc từ các dân tộc khác. Chúng ta cần đưa di sản văn hóa của người China tới người dân và con cháu, cũng như các tiêu chuẩn luân lý, đạo đức trong đời sống của người China, Bộ trưởng Dadeyev nói. Các nghệ sĩ ở China có thời hạn đến ngày 1 tháng 6 để điều chỉnh lại các sản phẩm âm nhạc theo quy định mới về nhịp điệu trên thực tế, cung nhịp độ 80 đến 160 nhịp mỗi phút mới của Genia sẽ loại bỏ hầu hết các loại nhạc dance hiện đại thường được chơi tại các vũ trường trên khắp thế giới như house, techno, dubstep, drum and bass. Một số thể loại rap, hip hop có thể đáp ứng tiêu chuẩn về nhịp điệu của quy định này. Âm nhạc truyền thống của Chechnya gồm các thể loại nhạc đệm múa, đám rước, đua ngựa, ba lát sử thi anh hùng thường dùng các nhạc cụ truyền thống. Kính thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin toàn cảnh thế giới của The Saigon Post. Chân thành cảm ơn quý vị đã lựa chọn The Saigon Post là nơi để cập nhật tin tức nhanh chóng và chân thực. Kính chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe và bình an. Thảo Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.